Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm mà lỗi chủ yếu là do sự chủ quan, bất cẩn của các lái xe. Trong đó, không ít những vụ tai nạn do lùi xe thiếu quan sát. Bên cạnh đó, việc cha mẹ để các con của mình tự do vui chơi dưới lòng đường hay nơi có nhiều phương tiện qua lại sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro. Ngày hôm nay được diễn ra trên phố Hoàng Ân. Đạo diễn cùng các đồng nghiệp đang lên phương án tổ chức sản xuất cụ thể cho từng tình huống. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho diễn viên nhí, chúng tôi đã sử dụng một hình nộm mannequin. Duy Kiên sẽ trong vai người tài xế bất cẩn. Bé Nhật Ánh trong vai em bé chơi bóng dưới lòng đường. Và hình nộm mannequin này sẽ được giả làm cô em gái bị ngã xuống gầm xe khi tài xế xe lùi xe thiếu quan sát. Liệu mọi người sẽ phản ứng ra sao khi chứng kiến tình huống này? Mời các bạn cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Sự hoảng hốt in đậm trên gương mặt các anh khi chứng kiến tình huống. Trẻ con đâu? Vâng, thật là nguy hiểm nếu đây không phải là tình huống giàn dựng. Có đứa trẻ con nằm dưới xe anh ơi. Đâu? Đây. Khi phát hiện nguy hiểm, người thanh niên này đã rất nhanh chóng lao lại thông báo với tài xế. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Em bé ơi. À. Ai trong chúng ta cũng đều vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến tình huống này. Chú, bà ơi bà, ô tô này đâu mà em cháu ạ, bà ơi. Bà
cái gì? Con rớt thì té đang nằm đây. Đâu mà? Đây này, ở dưới gầm xe. Đâu bằng. Đây này. Việc ra tín hiệu và thông báo gấp cho chủ xe là vô cùng cần thiết. Xuống đi. Ê, cháu. Em cháu. Bà ơi. Bà ơi. Đưa nằm ở đây này. Bà ơi. Nhưng mà may chưa cái gì cả. Chơi em cháu sao? Đang chơi tự, cháu đang chơi bóng tự nhiên em cháu thấy em bị ngã. Cháu bị ngã lôi ra đi. Cứ chú cứ lôi ra đi mà hô hấp cái loạn. Nhanh lên hô hấp cái cháu đi kìa. Nó đang chơi nó bị bà ngã. Cụ vẫn chưa phát hiện ra sự việc, vẫn lo lắng, thúc giục mọi người tìm cách giúp đỡ em bé. Tiếp tục tình huống trên phố Hoàng Ngân. Chiếc xe đang lùi về phía cô bé chơi bóng, nhưng dường như không mấy ai nhận thức được sự nguy hiểm đang diễn ra. Chú ơi, chú! Ô tô này ở đông em cháu ạ! Chú ơi, em. Cái gì đấy? Em bé em đi. Chú ơi, không được nữa, không lùi xe nữa, có em bé ở dưới. Đâu? Chú ơi ạ, ô tô đâm em cháu ạ. Ôi. Trời ạ. Vâng, đây chỉ là tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin chúc mừng các bạn đã trở thành nhân vật của chương trình. Sợ lắm, cô chưa hết run. Các lái xe là nên chú ý những cái chuyện mà lùi nhìn trước nhìn sau để đảm bảo giao thông của mình. Một người dân đi qua đây thì cũng vô tình nhìn thấy thì cũng cứ tưởng là bên lái xe là không biết, thì tôi xuống này tôi cũng cảnh báo cho lái xe thôi. Các gia đình cho các cháu nhỏ đi, phải có người đi theo để mà hướng dẫn giao thông, chứ đừng để cho cháu đi một mình như thế này thì nó cũng nguy hiểm cho các cháu đi qua đường, nhất là trước những khu như thế này là gần các trường học. Đấy thì rất là nguy hiểm. Người lái xe thì phải có kỹ năng nhất định để mà phòng tránh tai nạn cho bản thân mình và cho cả người khác nữa. Cái bậc phụ huynh thì bây giờ là phải đi đâu trẻ con là phải thận trọng, kể cả lái xe là phải nhìn trước nhìn sau. Các cháu nhỏ là nên chọn những chỗ chơi là không đi ở dọc đường này. Đi dọc đường là phải có người lớn này, rồi phải cẩn thận này, phải đi chơi ở chỗ nào mà rộng rãi, cái thoải mái cái chỗ chơi cho trẻ con. Mọi người thì nên để mắt đến con em mình một chút thôi. Bởi vì trẻ con nó nghịch thì nó cũng không biết gì đâu, nên là mình phải để mắt đến, phải chăm sóc cho nó. Qua đây cũng nhắc nhở tài xế lái xe về là phải chú ý cả phía trước phía sau, tránh tình trạng là gây ra những hậu quả đáng tiếc. Rất nhiều những tai nạn thương tâm đã xảy ra khi các tài xế lùi xe thiếu quan sát. Bởi vậy, trước khi lên xe, các lái xe cần chú ý, nếu ở một địa điểm mà bạn thật sự không an tâm khi lùi xe thì tốt nhất xuống xe kiểm tra xung quanh. Không nên lùi xe với vận tốc cao, hãy chậm rãi và quan sát kỹ gương chiếu hậu. Hạ kính cửa khi lùi xe. Điều này sẽ giúp bạn có thể nghe được cảnh báo của người xung quanh. Nên lắp thêm camera lùi bên cạnh các loại cảm biến để có thể quan sát tốt toàn bộ hình ảnh phía sau xe nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh luôn lưu ý nhắc nhở con em mình tuyệt đối không nên vui chơi dưới lòng đường hoặc nơi có nhiều phương tiện qua lại, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.